Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 12 tháng 5 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục trong xu hướng suy giảm với tỷ lệ giảm là 0,42%, hiện tại đứng quanh vùng giá 2006 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2003,55 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2017,45 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, giao dịch quanh vùng giá là 102,119 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 26.350 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 3,412% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống giảm, giao dịch ở mức 70,700 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã đi xuống trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay theo giờ Việt Nam do áp lực từ đồng đô la Mỹ mạnh lên, song thì những lo ngại về nền kinh tế và tình trạng bế tắc đàm phán liên quan tới trần nợ của Mỹ đã hạn chế đà giảm này. Theo ông Brian Lund, giám đốc điều hành của công ty giao dịch kim loại quý Goldsilver Central, nhận định trong khi mà các nhà đầu tư đang tập trung xem xét những bất ổn xung quanh các cuộc đàm phán về nợ và mong đợi cục dự trữ liên bang Mỹ Fed tạm dừng tăng lãi suất, dường như hoạt động chốt lời đang đẩy giá vàng xuống. Cuộc họp về giới hạn nợ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lập pháp hàng đầu Quốc hội Mỹ đã bị hoãn sang đầu tuần tới. Vàng là một loại tài sản trú ẩn an toàn, thường có xu hướng tăng giá trong thời kỳ bất ổn về kinh tế hoặc là tài chính. Lãi suất thấp hơn cũng là một yếu tố có lợi cho vàng, nó sẽ khiến đồng bạc xanh yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các loại tài sản không sinh lời như vàng. Về cơ bản thì các thị trường đa phần nhận định rằng Fed đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất lần này, nhưng giới giao dịch vẫn đang tìm kiếm những dấu hiệu rõ ràng về quỹ đạo lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Các thị trường hiện nay đang định giá vào kịch bản Fed có tới 90,4% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tháng 6 tới đây. Theo ông David Merger, giám đốc kinh doanh vàng tại Helix Future cho biết, với việc lạm phát vẫn còn cao trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang suy thoái chậm, Fed có ít khả năng cần phải tăng lãi suất cao hơn nữa, do đó mà sẽ giữ giá vàng tiến đến xu hướng cao hơn. Theo các chuyên gia thì nếu Mỹ vỡ nợ thì sẽ khiến cho đồng bạc xanh mất giá, qua đó giúp giá vàng còn tăng mạnh hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Cùng với xu hướng đi xuống của thị trường vàng thế giới, do đó mà hai mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì trong xuống giảm nhẹ. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,17 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,15 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá vàng nhận bục số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào ở mức 56,35 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 57,35 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này được áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ thì mua vào ở mức 56,35 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 57,45 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại đến thời điểm chiều tối nay cũng không có điều chỉnh, khi mà được mua vào ở mức 23.270 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.640 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào ở mức 23.400 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.450 đồng trên 1 đô la Mỹ, không có điều chỉnh về giá so với thời điểm buổi sáng ngày hôm nay. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.655.000, bán ra 6.715.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.655.000, bán ra 6.717.000, 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra,
Pin J Hồ Chí Minh và pin J Hà Nội mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.660.000, bán ra 6.710.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.710.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SCC mua vào 6.655.000, bán ra 6.715.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.657.000, bán ra 6.713.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. My Hồng SGC mua vào 6.660.000, bán ra 6.705.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 25.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng Exim Bank mua vào 6.650.000, bán ra 6.690.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.570.000, bán ra 6.720.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.650.000, bán ra 6.710.000. Giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.655.000, bán ra 6.717.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Hiện tại cũng được điều chỉnh giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.655.000, bán ra 6.717.000. STC Huế mua vào 6.652.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.717.000. STC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.655.000, bán ra 6.715.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.657.000, bán ra 6.720.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.655.000, bán ra 6.717.000. STC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.653.000, bán ra 6.717.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại vẫn duy trì trong xuống giảm nhẹ trong khoảng từ 41 cho đến 100.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 4.100 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.635.000, bán ra 5.735.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.635.000, bán ra 5.745.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.615.000, bán ra 5.695.000, cùng giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.508.6.000, bán ra 5.638.6.000, giảm 9.900 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.086.7.000, bán ra 4.286.7.000. Vàng 14K mua vào 3.135.5.000, bán ra 3.335.5.000. Vàng 10K mua vào 2.190.1.000, bán ra 2.390.1.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.